Xin chào, các bạn đang quay trở lại với VS News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Ngay khi video trailer cho tập phát sóng mới nhất của show truyền hình 24/365 với Blackpink lên sóng, bốn thành viên của nhóm nhạc này đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi gây nguy hiểm cho bé gấu trúc độc nhất ở Hàn Quốc. Và cụ thể sự việc này là như thế nào thì ngay bây giờ hãy cùng VS News tìm hiểu nhé. Theo đó, trong video của show truyền hình 24/365 with Blackpink, các cô nàng đã tới thăm nơi ở của các chú gấu trúc. Tại đây thì nhóm nhạc Blackpink đã có cơ hội được tiếp xúc, ôm ấp một chú gấu trúc có tên là Phúc Bảo, mới 100 ngày tuổi. Đoạn video này đã thu hút gần 3 triệu lượt xem. Những hình ảnh trong đó cho thấy các cô gái đều vui vẻ cho Phúc Bảo ăn. Tuy nhiên thì những hành động này lại bị dư luận xử chung lên án và bức xúc. Bởi theo quy định, những ai tiếp xúc với gấu trúc không được trang điểm, đặc biệt là những người có nuôi hay sở hữu những động vật nuôi khác không được tiếp xúc ở cự ly gần với gấu trúc. Trong khi đó thì cả 4 thành viên của Blackpink đều được cho là có trang điểm. Bên cạnh đó thì Jennie nuôi hai chú chó cưng nổi tiếng có tên là Kuma và Kai. Trong khi Jisoo nuôi chú chó cưng có tên là Dagom, Lisa thì sở hữu dàn mèo hùng hậu gồm 4 con và Rose cũng nuôi hai chú chó cưng. Cả 4 cô gái đều có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của gấu trúc. Trên trang Weibo, nhiều bình luận cũng đã tỏ ra vô cùng bức xúc như chẳng lẽ họ không được chỉ dẫn về việc chăm sóc hay tới gần gấu trúc ư? Tôi cảm thấy rất tiếc về sự việc này. Thiếu hiểu biết quá, tội chú gấu trúc, hy vọng Phúc Bảo không bị bệnh, v.v. Liên quan đến sự việc này thì Trung tâm Nghiên cứu Gấu trúc Trung Quốc cho biết họ đã nắm được thông tin và sẽ tiến hành điều tra, xử lý vụ việc. Thời điểm hiện tại thì fan của Blackpink đang rất lo lắng trước làn sóng giận dữ của netizen xứ Trung Quốc. Theo thông tin, Phúc Bảo sinh ngày 20 tháng 7 năm 2020 là chú gấu trúc đầu tiên được sinh ra tại Hàn Quốc, hiện đang sống tại công viên Everland. Chú gấu trúc này là con của cặp vợ chồng gấu trúc có tên là Ái Bảo và Lạc Bảo. Đến Hàn Quốc từ năm 2016 và có thời gian trao đổi là 15 năm, Phúc Bảo có nghĩa là kho báu mang lại hạnh phúc. Theo quy định liên quan đến trao đổi gấu trúc ở Trung Quốc thì những chú gấu trúc dù được sinh ra tại nước ngoài vẫn thuộc quyền sở hữu của đất nước tỷ dân và sẽ trở về Trung Quốc khi lên 3 tuổi. Việc nuôi và nhân giống gấu trúc đã có các quy định rõ ràng liên quan, không phải cá nhân nào cũng có thể tùy tiện tiếp xúc với gấu trúc mà cần phải được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ. Ngoài ra, không được phép trang điểm, không sở hữu hay nuôi thú cưng khác. Tất cả những việc này là để đảm bảo tránh mang mầm bệnh đến cho gấu trúc. Tuy nhiên, bên cạnh Blackpink thì netizen cũng chỉ ra được rằng các nhân viên chăm sóc gấu trúc tại công viên này cũng không đeo găng tay bảo hộ. Và mới đây nhất thì tài khoản chính thức của Everland, công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc, đã lên tiếng rằng việc ghi hình được thực hiện sau khi tất cả đã qua quá trình khử trùng, kiểm dịch kỹ lưỡng và được ghi hình dưới sự giám sát của bác sĩ phụ trách và người trông coi vườn thú. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin này. Chúng mình là VS News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé.